Vâng, thưa quý vị, đến tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay là ba người dẫn chương trình, có thể nói là Linh Đan với lại Xuân Xuân Quỳnh thì Quỳnh chưa có trải qua cuộc sống hôn nhân đúng không? đúng. Nhưng mà cô gái ngồi bên cạnh của chúng ta đây, Khánh Wow, Phương, là đã trải ngưỡng qua cuộc mộ sống hôn nhân rồi quá. và đã có một đứa con quý vị ạ. Nhưng mà quý vị nhìn thấy đây, cô có một cái vóc dáng rất là tuyệt vời, thậm chí là còn có một chút gì đó xinh đẹp hơn hai đứa mình nữa đúng không? Tại sao lại như vậy nhỉ? Có bí Chị quyết Linh nào không? Đan, chị Linh Đan và Xuân Quỳnh đã quá khen em rồi. Thực ra thì cũng chả có bí quyết gì đâu. Thậm chí là em thấy là sau khi mà có con thì mình còn phải bận rộn hơn trước nữa. Giống như lúc đầu mà chúng ta đã chia sẻ đấy, ngoài cái công việc mà đi dẫn bản tin thì về nhà em còn phải chăm lo cho gia đình và con cái. Hầu như là tốn rất nhiều thời gian của mình. Nhưng Còn mà nếu mà đẹp hơn hay không là chắc là em nghĩ là thôi, Linh mình Đan đùa hạnh phúc. thôi, Vâng, mình mình đùa hạnh thôi. phúc. Nhưng mà Khánh Phương có biết một điều Mình như thế hạnh phúc này, với. bà mẹ nào sau khi sinh con thì cũng rất là bận rộn, Đúng, cũng rất là vâng, vất chắc chắn vả, rồi ạ, nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội để lấy chắn. lại vóc dáng như Khánh Phương, thì đôi khi cái trường hợp này gọi là cơ địa. Nhưng mà một số chị em phụ nữ khác thì phải nói là vô cùng vất vả sau khi sinh luôn, bởi vì bên cạnh phải chăm sóc con, chăm sóc gia đình như Khánh Phương vừa chia sẻ thì phải đối mặt với một cái vấn đề rất là lớn, mà cái vấn đề này nó liên quan đến ngoại hình của các chị em phụ nữ nữa. Mà các chị em phụ nữ của chúng ta là phụ nữ thì ai cũng mong muốn là mình sẽ đẹp. Nếu như mà sau khi sinh con xong mình trở nên mập mạp nè, rồi không có còn xinh đẹp như trước nữa thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là buồn. Và Linh đang biết là có những cái trường hợp dẫn đến tình trạng là trầm cảm sau khi sinh nữa. Cho nên việc lấy lại vóc dáng của các chị em phụ nữ sau sinh rất là quan trọng. Đó là tất cả những gì mà chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng một cái suy nghĩ như thế này giống như Linh Đan, giống như quý vị khán giả. Bởi vì mới đây thì những chia sẻ của một bà mẹ ở Mỹ có thể khiến nhiều người thay đổi về quan điểm cái đẹp của một bà mẹ sau sinh. Đó là trường hợp của bà mẹ ba con, tác giả của trang The Unmumsy Mum Diary, Sarah, vừa hạ sinh em bé thứ ba Quýt hồi giữa tháng 12, và ngay sau đó cô đã cập nhật thông tin con trai của mình vừa chào đời lên trang Facebook cá nhân, kèm theo một hình ảnh vô cùng chân thật của cô sau khi sinh. Và bức ảnh này nhất định là đã lấy được rất là nhiều sự đồng cảm của các chị em phụ nữ. Hai bức hình được chia sẻ, một là hình ảnh bà mẹ này đang âu yếm ôm con trai ở trong vòng tay của mình, hình còn lại thì chụp cơ thể của cô khi mà chỉ mặc duy nhất một chiếc bỉm dành cho sản phụ. Chia sẻ về bức hình này thì Sarah cho biết đó là hình ảnh chân thực nhất khi con trai của cô chào đời, đồng thời là cô cũng gửi lời xin lỗi mọi người vì bức hình thứ hai có thể là sẽ khiến cho độc giả khó chịu nếu như mà đang ăn sáng. Ban đầu thì cô đã định không đăng tải hình ảnh này, nhưng mà cô nhận ra rằng hình ảnh mặc bỉm là sự phản ánh chân thực nhất về cơ thể của một người phụ nữ sau sinh, và Sarah muốn chia sẻ điều này đến những người phụ nữ khác. Sarah cũng chia sẻ thêm rằng cô hoàn toàn không ngượng ngùng trong diện mạo này, trái lại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Từ giây phút đầu tiên thiên thần bé nhỏ chào đời, cô đã cảm thấy vui hơn bao giờ hết rồi. Và chúng ta có thể thấy là hình ảnh bà mẹ bỉm sữa công khai bức hình chụp cơ thể như thế này thì chắc chắn là đã mang đến cho cô rất là nhiều cảm xúc đúng không? Vâng. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với thêm một cái hình ảnh nữa. Đó là cảm nhận của chúng tôi khi mà chúng ta mang đến những cái bức hình này thì chúng ta đang mang đến cho quý vị khán giả một cái thông điệp từ chị phụ nữ này, đó chính là đối với những cánh mày râu, thông điệp này các anh nghe thật kỹ nha. Chúng tôi hạnh phúc để mang đến niềm vui cho gia đình, chồng con dù cơ thể không còn được gọn gàng như trước nữa. Nhưng tuy nhiên thì không phải ông chồng nào cũng hiểu và cảm nhận được điều đó để có thể trân trọng vợ của mình hơn, đúng không ạ?